quý vị. Today's I thought to explain about Shamatha meditation and also guide you all that how we can do the Shamatha meditation. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị về phương pháp thiền như thế nào. Phương pháp thiền đặc biệt hôm nay chính là thiền chỉ, và tôi sẽ giải thích thiền chỉ là như thế nào và phương pháp thiền chỉ cần phải thực hành như thế nào. So, Shamatha meditation is a one is a very important meditation. Without the Shamatha meditation, you cannot achieve liberation. Also, you cannot achieve bodhicitta. Thiền chỉ là một phương pháp thiền rất quan trọng, không thể thiếu. Bởi vì nếu thiếu thiền chỉ thì chúng ta không thể nào đạt được sự giải thoát, giác ngộ, và cũng như không thể nào phát triển được tâm bồ đề nếu thiếu thiền chỉ. So also without the Shamatha meditation, you cannot achieve the ultimate mental peace. Và đặc biệt hơn hết là cũng nếu không có thiền chỉ thì chúng ta cũng không thể nào đạt được hạnh phúc an lạc nội tâm rốt ráo được. So Shamatha meditation is generally, it's quite simple, not that difficult. Nhưng khi nói về thiền chỉ thì đó là một phương pháp thiền đơn giản. So, Shamatha meditation is mainly, it's about focusing and concentrating on a single point. Nói về phương pháp thiền chỉ thì đó chỉ là một phương pháp để giúp cho mình có thể tập trung chuyên nhất vào một đối tượng. Sometimes that we think too much, plus we cannot focus on any single point, so that's why it brings a lot of the unnecessary thoughts. That's why lots of the unnecessary thoughts arise in our mind, and also lots of the negative thoughts comes in our mind. Đôi lúc chúng ta suy nghĩ quá nhiều việc và bên cạnh đó mình lại không có cái khả năng có thể tập trung chuyên nhất vào một đối tượng. Vậy thế cho nên có những suy nghĩ không cần thiết phát sinh nó trỗi dậy trong tâm mình. Bên cạnh đó cũng có những phiền não và những cái cảm xúc mà tiêu cực nó cũng phát sinh trong tâm của mình. So that's why there are lots of unnecessary thoughts and the negative thoughts comes in our mind that makes us more stressful, that makes us more unhappy. Bởi vì những suy nghĩ không cần thiết đó cứ tiếp tục mà nảy sinh trong tâm của mình, bên cạnh đó lại có những phiền não nó cũng nảy sinh trong tâm của mình. Những điều đó khiến cho mình cảm thấy bất an, khiến cho mình cảm thấy không hạnh phúc. So what we have to do is that the Samatha meditation is a very simple, try to concentrate on one single point as long as you can. Do đó phương pháp thiền chỉ rất đơn giản ở chỗ phương pháp này giúp cho mình có thể tập trung vào một đối tượng một cách chuyên nhất, không bị sao lãng và có thể tập trung lâu nhất có thể. Now when you are doing the Samatha meditation, so first thing is that what you have to do is that you have to keep your back straight. Khi chúng ta thực hành cái phương pháp thiền chỉ này thì những gì chúng ta cần làm đơn giản như thế này. Đầu tiên chúng ta cần phải ngồi và giữ cho lưng mình được thẳng. And you have to keep your palm, right palm on the top of the left palm. Then you have to keep that position just straight towards your navel point.
Và khi đó chúng ta với cái tư thế của hai bàn tay thì bàn tay phải chúng ta đặt lên bàn tay trái, và cả hai tay ở trong cái tư thế này chúng ta ở trên chân của mình ngang trước rốn. And not only the back, you have to keep the back upright, also you have to keep your shoulders straight. Không chỉ giữ cho lưng thẳng mà vai mình cũng cần phải giữ cho thẳng. Then, slow and then inhale or exhale very normally. Sau khi mình giữ tư thế như vậy thì mình hít vào và mình thở ra thật đều đặn chậm rãi. Then, just try to concentrate on your breath. Và sau khi chúng ta giữ được hơi thở đều đặn chậm rãi rồi thì mình tập trung vào hơi thở. So when you are focusing or concentrating on your breath, when you're inhale or exhaling, so but still if you find it difficult to focusing, then you can start counting the breath. When you inhale or exhale, you can count one, then you can up to then when you inhale or exhale, then you can count two up to the 20. Và khi chúng ta hít thở và tập trung vào hơi thở rồi nhưng vẫn cảm thấy khó khăn để có thể tập trung vào hơi thở của mình thì khi đó mình có thể dùng phương pháp đếm hơi thở, có nghĩa là khi mình hít vào và thở ra một hơi vậy thì mình đếm một, xong rồi lại hít vào thở ra đến hai, và mình có thể đếm như vậy đến 30. So now what will we do is that so now we will leave for I will leave for the few minutes for meditation session. So you just all inhale or exhale the breath very normally and concentrate or focus on the breath, okay? What you are inhaling or exhaling. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau thực hành phương pháp thiền này trong vòng vài phút. Chúng ta ngồi đúng tư thế, hít và ra đều đặn và chậm rãi và tập trung vào hơi thở của mình. Nếu cảm thấy khó tập trung thì mình có thể sử dụng phương pháp đếm hơi thở.
Yeah. So now what we'll do is that now while you are meditating on the breath, so there will be the two obstacles might come. One, that while you are meditating that you cannot focus on your breath properly. Và khi chúng ta thiền và tập trung vào hơi thở của mình thì chúng ta có thể sẽ gặp hai cái trở ngại chính. Trở ngại thứ nhất đó là chúng ta không thể nào tập trung được vào hơi thở của mình. So when you cannot focus very properly on the breath, then it's good that if you can start to count the breath up to the 10 or 20. Và đối với trở ngại này, nếu chúng ta không thể nào tập trung vào hơi thở của mình được thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm hơi thở. Trong lúc chúng ta hít vào và thở ra, mình có thể đếm hơi thở của mình, đếm đến 10 hoặc là đếm đến 20. So when you are counting the breath, you just count up to the 10 or 20, then stop the counting the breath, then again you try to focus or concentrate again back on. Đối với phương pháp đếm hơi thở này, chúng ta đếm hơi thở của mình trong lúc mình hít vào và thở ra, đếm đến 10 hoặc là đếm đến 20. Sau khi mình đã đếm xong thì dừng lại, không đếm nữa, và lúc đó cố gắng tập trung trở lại vào hơi thở. Okay, so now what will you do? So we will meditate again. Okay, this time when you are meditating, inhale or exhale deeply. Okay, try to take the deep breath. Okay, one or two times, then again, then concentrate on breath. While you're feeling the again difficulty of the concentrate on breath, you and again inhale or exhale the deeply. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền trở lại cũng với phương pháp này, nhưng mà chúng ta sử dụng phương pháp lúc mà mình hít vào và thở ra và mình tập trung vào hơi thở của mình. Nếu như cảm thấy mình không thể nào tập trung vào hơi thở thì lúc đó chúng ta hít vào thật sâu và chúng ta thở ra chậm rãi từ từ, xong rồi là hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi từ từ. Chúng ta làm như vậy khoảng 2-3 lần, sau đó chúng ta hít thở bình thường và tập trung trở lại hơi thở. And also when you're keeping the back upright, if you feel any pains or uncomfortable, then you don't have to keep the back upright, okay? You can relax. Khi chúng ta ngồi thiền và chúng ta giữ cho lưng mình thẳng, thì khi nào mình cảm thấy bị đau lưng hoặc bị mỏi lưng thì không cần phải cứ cố gắng để giữ cho lưng thẳng. Chúng ta lúc đó có thể thư giãn cơ thể và giữ cho lưng của mình cảm thấy thoải mái. Okay, we'll meditate, okay. Và chúng ta sẽ tiếp tục thiền như vậy trong vòng vài phút nữa.
So now what you can do is that this week you can carry on that meditation. Whenever you have a free time, 2 or 3 minutes, you can carry on. Trong tuần này, nếu chúng ta có thời gian rảnh bất cứ lúc nào khoảng 2 hoặc là 3 phút, chúng ta có thể tiếp tục thực hành phương pháp thiền như vừa rồi. So whenever you have 2 minutes or 3 minutes free time, you can carry on that meditation. Bất cứ lúc nào chúng ta có được khoảng 2 hoặc là 3 phút rảnh rỗi, chúng ta có thể thiền như vậy. Yeah. This meditation is just for the 1 week. You can carry on that meditation for 1 week, then I can guide another meditation on the next session. Dạ, vậy trong tuần này chúng ta có thể thực hành như vậy, và đến tuần sau tôi sẽ tiếp tục mà hướng dẫn một phương pháp khác. Yeah, okay, thank you. Then the today we'll stop here. Và hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị. Yeah, so this time when whenever you are meditating, maybe if you can spend a few minutes in the daily, that will be also, I feel that that will be also very helpful for you all. Nếu như mỗi ngày chúng ta có thể dành ra vài phút để thực hành phương pháp thiền này, thì tôi nghĩ điều đó thật sự rất tốt cho mỗi người chúng ta. You have to just, you don't, you just have to just concentrate on your breath, just focus on the breath. Then if you find very when you are meditating, if you feel that lots of the destruction comes in your mind, then you can just start to count your breath. Whenever you inhale or exhale, start to count up to 20. Then again you, concentrate or focus on your breath. Chúng ta có thể thực hành thiền như vậy, tập trung vào hơi thở của mình. Bất cứ lúc nào mình cảm thấy bị phân tâm, không thể nào tập trung tốt được vào hơi thở của mình, thì khi đó mình có thể vừa hít thở và vừa đếm hơi thở của mình, đếm đến 10 hoặc là đếm đến 20. Sau đó chúng ta dừng đếm và mình sẽ lại trở lại tập trung vào hơi thở của mình. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah, xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you.